Thưa quý vị và các bạn, sáng 18 tháng 9, Hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã khai mạc trọng thể tại thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phát biểu khai mạc hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính điều hành phiên khai mạc. Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên tham dự hội nghị. Mở đầu hội nghị, Trung ương đã dành một phút tưởng niệm đồng bào bị thiệt mạng và cán bộ chiến sĩ đã hy sinh do bão số 3 và mưa lũ gây ra tại khu vực các tỉnh thành phố phía Bắc. Tại hội nghị, Trung ương đã ủng hộ đồng bào khắc phục bão số 3. Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, hội nghị Trung ương lần này diễn ra sớm hơn và ngắn hơn dự kiến và sẽ làm việc cả ngoài giờ hành chính. Hội nghị sẽ thảo luận cho ý kiến về 10 nội dung thuộc hai nhóm vấn đề chiến lược và một số việc cụ thể. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các đồng chí tiếp tục dành thời gian nghiên cứu để có những ý kiến thật xác đáng, phản ánh đúng thực tiễn của bộ ngành địa phương mình, tập trung đóng góp những vấn đề cụ thể và những vấn đề có tính khái quát, nhất là những vấn đề thực tiễn đặt ra chưa được đề cập trong dự thảo các văn kiện, nhưng cần đánh giá tổng kết các nội dung quan trọng về quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, những chủ trương, chính sách đổi mới có tính chiến lược, đột phá, khả thi cao. Xác định Đại hội 14 là đại hội đánh dấu thời điểm đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đòi hỏi ngay từ quá trình xây dựng văn kiện, mỗi đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Bộ Chính trị cần phát huy cao nhất trí tuệ, trách nhiệm. Về một số vấn đề cụ thể, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Trung ương quan tâm thảo luận về đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ tiếp theo, tập trung cao nhất là đột phá về thể chế và phát triển, đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, hoàn thiện đồng bộ và đột phá mạnh mẽ trong xây dựng Đảng, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, phát triển lực lượng sản xuất mới cùng với hoàn thiện quan hệ sản xuất, tạo cơ hội và các không gian phát triển mới, tạo động lực then chốt cho sự nghiệp phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc, cùng với phát triển lực lượng sản xuất mới và hạ tầng chiến lược. Về phương hướng, giải pháp chiến lược, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lưu ý, tập trung hoàn thiện quan hệ sản xuất, trọng tâm là tinh gọn bộ máy tổ chức Đảng, nhà nước, Quốc hội, các tổ chức chính trị xã hội để hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng để đưa dân tộc ta tiến lên. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền với phương châm địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm. Trung ương, Chính phủ, Quốc hội tăng cường hoàn thiện thể chế, giữ vai trò kiến tạo và tăng cường kiểm tra, giám sát, đồng thời cải cách triệt để thủ tục hành chính, khơi dậy động lực, tinh thần cống hiến vì đất nước, khơi thông mọi nguồn lực xã hội, nguồn lực trong nhân dân, đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo làm động lực chính cho phát triển, có cơ chế tập trung định hướng vào công nghệ, nhất là công nghệ nguồn, công nghệ lõi, đồng thời phát triển phải có trọng tâm, trọng điểm, không giàn trải, chủ động tích cực tranh thủ các nguồn lực bên ngoài, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại. Về công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Trung ương thảo luận cho ý kiến đánh giá kết quả đã đạt được, những hạn chế vướng mắc, những đề xuất phương hướng nhiệm vụ giải pháp xây dựng Đảng khóa 14 theo chương trình hội nghị làm việc đến ngày 20 tháng 9.